mọt ngành là hốt mơ tới hồ scom lên khơi nháy bờ hồ nực khơi tao là bọt ngành chừng ok nâng ngay xuống đây bong bóng tặng ngọt kia ngày nâng nóng bong bóng mà thơ sốp cô nhằm nhằm tới xá nhằm tình bàn cho anh cô mà thân hay nhằm tình bàn áp buông mà rồi stop á cái liền hay lần sát tình bàn là nâng mà đông đáy hay nhằm tình bàn tờ xáy á bong bóng tờ xáy nâng dương miên tả có ấy hay chứ nhân vô mà tôi vì lì tết hay nhầm tình mang cái tôi cô mà đông đá nhầm chọn lại cái tôi cô á hay và tôi mới nhầm miên cái phun trường vía hay nhầm miên anh ấy đã say sốt đó ông phụ đó xong tôi mình đã say gì hay nhầm miên là bà hết mặt đông hay nhị ông phụ là phần nắng ấy nè có ở chờ này nơi sọc nít ấy cái thay đai bằng phô này bình năng sọc có chiên mà rồi đai bằng phô này hay nè ngay dừng vô mà dừng hay viết chê nhé bằng phô hay dừng liên tắc viết tờ nhầm vô mà nhầm lại cho khía nhầm chập đau mà hay thong viết chê nhé à khá à ta say nâng viết là liên sọc hay chân nhầm có xe mẹ chết tha liên tắc tới cái lộ viết là liên rồi hãy nhầm vô viết mà tặng ổn nhầm vô viết mà liên tắc và tập máu nhôm làm tất cả bốn nhôm sau cho ăn món á bằng phổi buổi cho ăn nắng dân thời ca phở bền tịt làm bây ở về sát á buổi nhôm chỉ chết sau tất cả sát á từng ăn nắng á hay nhôm đã cho ăn ở dùng tịt tứ nhôm mà hàn sạch buổi ấy sạch từng ăn nắng nhôm vô từ sau khi mà xa chân đôi khi mình thấy nhôm đã cho ăn từng món làm bây về bàn dù chẳng á hay nhôm mà hàn sạch đồng đồng bằng phôn chân hàn thông trường nhôm lắm các bạn này bàn tay nhôm hàn bàn năng tứ dừng chập bàn hộp á dừng ngọt ta bay mau ấy dừng bàn nhà mày hay năng ấy sạch từng ăn nhôm hàn chân bằng phôn chân hàn thông trường năng các bạn này hay anh ấy sạch nhỉ anh ấy hay dữ bằng phôn nhôm đang thành nhôm hai kho được cái thử ấy bằng phôn bởi hai khó xong tôi hóng á anh nhóm hàn viên bần nâng tới hay anh ấy sai à thật sai nó đôi nhóm phép khăn đàm chân tha vì ở toàn là lì tự có hả chân bình tái bần nâng ở đây nhóm liên tự khái vì lì bàn khá lạc này hay ní à buôn mà rồi sẽ tốt bằng bố nơi kì lì lần xa thay chân dân ạch bà liên tìa đề nè hay nhóm vô tận ổ nâng vô mà sở tật á bằng bố nhóm sở tật mà sở tụ đá hay chỉ tôn phèm mì tì từ đậm tí ấy chẳng á nhôm ở vía điện sát chẳng ở nâng chẳng hay bạn nhôm vô màu vía mình slow hay nị bông phôn là khương xong từ bốn này nhôm thử đặt cho không ngoài cho mùi đang chân đang hay đang sạch nâng á nhôm miên tâm và nắng nhôm miên tâm có ho nhôm miên sẽ là cro hay nhôm miên tâm so nhôm miên đế nhé hay cô lực hình tích tơ hay nhôm vô vía tự đốt bông phôn hay tỏ mát tắt bù nhôm tê đã chân năng thống bằng phôn hay nhôm đã là bao để nhôm dù việc tự đốt nâng dù đặt cho từ bộ kề bằng o đam bay ở vì bắt lần cố bằng phôn hay nè anh ấy nhôm vô và topi nhôm ngọt vì hơi nhôm vô việc tự liền tắt các bằng phôn và topi nhôm vô vía mà đặt cho con đường chân năng nâng bị tật bù hay nhôm đã bị trồ từ hay nhôm ngọt ngoài việc và hai chị mà sự tu hay nhom chập đam đồ à khăn hàng lừa đơn chế nhá bông phôn buổi mưa tới ở trời nó là khăn nhưng mà tôi vẫn đôi vì chân là tại vì sạch tầm bây cũng ở vì có co chờ nó không đông chân hay tập dương thà sạch phong mưa tới cuối trăng nhám bông phôn nhom đồ là hồ dương là sạch đồ vì tới tập nâng à hay nên ngay bằng phôn hay lái nhỏ miên đây chở này nhom miên ta buồn một nắng té nhom miên cà rốt nhom miên spay chỉ cá hay nhom miên là hong hay nhom miên spay bực cô hay nhom han là hong hay nắng cà rốt nắng nằm bay dương vô tới đặt mùn kề chẳng á hay nhom chân chập đam han tới bằng phôn han từ tam cho nón cho nồi chết bằng phôn chẳng á hay chụp với nhom han pan nắng bằng phôn nhom mình han thông biết hay cái nhom mình han tôi bị đài phụ ấy dân chồng nhằm từ phía tới chụp chụp á bông bồn hay nè bông bồn bị dân ngoài bàn tung bay màu hay nhóm bạn nhóm đặt cà rốt hay năng là hong trồ và tọt máu nhóm đặt cường phụ ấy nhóm thơ nắng nhóm đặt cường khỏi pin ngoài chợ ấn nhưng mà đặt cho mùi chợ ấn ấy phụ nhóm ở trong ấy tật vì lõ
ហើយខ្ញុំដាក់គ្រឿងហ្នឹងងាស់ជាមួយនឹងបន្លែល្ហុងហើយនឹងការ៉ុតហ្នឹងហើយខ្ញុំដាក់មានស្ករមានអំបិលហើយមានម្សៅស៊ុបខ្នុរបងប្អូនដាក់ទៅតាមហ្នឹងខ្ញុំអត់មាននេះហីហើយខ្ញុំល្ងាស់ប្រហែលជា1ម៉ោងបន្ទាប់ពីវាចូលជាតិគ្នាជាមួយអីបន្លែល្ហុងហើយនឹងការ៉ុតហើយបានខ្ញុំដាក់បន្លែស្ពៃចង្កឹះហើយនឹងស្ពៃកោចូលបងប្អូនហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំមកលៀងនេះខ្ញុំមកលៀងអាហ្នឹងយើងញ៉ាំនៅពេលដែលយើងវាឆ្អិនយើងដួសដាក់បងប្អូនឲ្យវាឈ្ងុយមានសណ្ដែកបដោយអញ្ចឹងទៅហើយយើងដាក់ជាមួយញ៉ាំជាមួយមីក៏បានមីសួរក៏បានហើយត្រូវទាំងអស់បងប្អូនប៉ុន្តែថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំនេះខ្ញុំញ៉ាំជាមួយនឹងមីសួរបងប្អូនអើយមើលទៅតំណងឯងបងប្អូនថ្ងៃហើយនេះហើយខ្ញុំមានយើងមានក្រូចឆ្មាបន្តិចទៅហើយយើងមានទឹកម្ទេសហ៎បងប្អូនដាក់ទឹកម្ទេសច្របាច់ទៅយើងច្របាច់តិចទៅយើងច្របាច់ក្រូចឆ្មាទៅបងប្អូនមិនបាច់ដាក់ក្រូចឆ្មាក៏បានដែរហើយថ្ងៃបងប្អូនតោះហូបទាំងអស់គ្នាមួយញុំឆ្ងាញ់ហ៎បងប្អូនអើយយើងមានមីសួរមួយដុំទៅអូយស្រស់ហើយយើងដាក់ចូលទៅឆ្ងាញ់មែនតែនថ្ងៃបងប្អូនអើយអឺពិធីធ្វើរបស់ខ្ញុំសាមញ្ញសាមញ្ញហើយខ្ញុំភ្លេចប្រាប់ខ្ញុំមានប្រហិតប្រហិតទិញពីស្ទัวអីទិញពីហាងនឹងដែរបងប្អូនយើងយកមកយើងស្រស់ទឹកហើយយើងដាក់វាជាមួយទៅហើយហ្នឹងហើយខ្ញុំអរគុណច្រើនហើយបងប្អូនដែលបានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនចូលចិត្តវីដេអូរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំនឹងព្យាយាមនិយាយឲ្យល្អជាងនឹងទៀតបងប្អូនហើយព្រោះអីយើងដបងយើងនិយាយរៀងល្អរអួលហើយបងប្អូនកុំប្រកាន់អីណាបងប្អូនសុំទោសផងព្រោះអីខ្ញុំតាមរៀនធ្វើដបងអញ្ចឹងវារៀងនេះតិចហើយនឹងឲ្យអរគុណបងប្អូនសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាបាយបាយ